thành phố Đà Nẵng tái bùng phát đợt dịch lần thứ tư từ ngày 10 tháng 7 năm 2021. Ngày 31 tháng 7, thành phố thực hiện giãn cách xã hội với những quy định cao hơn chỉ thị 16. Và đến ngày 16 tháng 8, Đà Nẵng tiếp tục nâng mức độ phòng chống dịch. Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà theo tinh thần ai ở đâu thì ở đó. Trước tình hình đó, bên cạnh công tác phòng chống dịch, việc đảm bảo an sinh xã hội là kim chỉ nam được lãnh đạo thành phố quán triệt xuyên suốt, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau trong suốt mùa dịch. Những ngày Đà Nẵng thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, lãnh đạo thành phố liên tục thường xuyên nhấn mạnh đến việc cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân, cũng như lập danh sách các đối tượng để triển khai hỗ trợ kịp thời. Nghiên cứu, rà soát những đối tượng mà chúng ta cần cái sự hỗ trợ theo cái chủ trương tự tự Hội đồng Nhân dân. Đây là ý kiến của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, đề nghị Ủy ban phải nghiên cứu những cái chính sách này, tham khảo theo những chính sách của Trung ương ấy, mà Bộ Lao động Thương binh người ta đang tính ấy, thì để người ta rà soát đối với lại thành phố chúng ta. Trên tinh thần đó, ngoài những đối tượng theo nghị quyết 68 của Chính phủ, Đà Nẵng đã ban hành 7 chính sách cùng các giải pháp an sinh xã hội khác nhằm mở rộng phạm vi bao phủ đến nhiều đối tượng. Số tiền 1.100 tỷ đồng là tổng kinh phí để thực hiện công tác chăm lo đời sống cho nhân dân trong suốt thời gian qua. Chồng mình thì lái xe, nhưng mà bây giờ lái xe cũng là ngưng hoạt động. Hiện tại hai vợ chồng, hai đứa con là ở nhà. Mình được hưởng chừng nào thì mình vui chừng đó. Nói chứ 1,5 triệu, đúng ra là nếu như thời bình thường thì không là giá trị bao nhiêu. Nhưng tới thời điểm bây giờ rất là quan trọng đối với người dân. Thiệt đã nghèo rồi, không có thì nhận được cái này cũng mừng thiệt tình luôn. Không biết ngay hạnh lúa, mỗi người 500, mỗi hộ 500 cũng mừng tương rụt. Cũng càng kiếm được ít bộ gạo. Phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các hội đoàn thể đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế để phòng dịch với giá trị khoảng 150 tỷ đồng. Lực lượng công an thành phố cũng đồng loạt mở cửa 30 container lạnh cung ứng lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về địa phương, thành phố cũng đã tổ chức các chuyến bay miễn phí đón bà con trở về. Đặc biệt, trước hoàn cảnh khó khăn của hàng chục ngàn người dân miền Trung từ các tỉnh thành phía Nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng, từ lãnh đạo thành phố đến người dân và lực lượng chức năng, các nhóm thiện nguyện đã tổ chức trao quà, tặng xe máy, cấp xăng, tặng suất ăn miễn phí, lan tỏa tình người Đà Nẵng ấm áp giữa mùa dịch. Tôi ghi nhận đánh giá rất cao các cái lực lượng trong cái thời gian vừa qua, nhất là từ ngày 6 đến nay thì đã túc trực 24/24 và tổ chức rất là tốt các cái điều kiện để phục vụ cho bà con các cái điều kiện thiết yếu, rồi các cái điều kiện về mặt phương tiện và nhất là dẫn bà con đi qua hầm một cách an toàn. Các cái kết quả thành tích của các đồng chí đã đóng góp rất là quan trọng vào cái công cuộc phòng chống dịch của thành phố cũng như là cả nước, và đặc biệt là tạo ra một cái niềm tin rất lớn đối với người dân của cả nước cũng như là bà con ở đây để khi trở về quê. Có thể khẳng định với nhiều giải pháp cụ thể đồng bộ, Đà Nẵng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an sinh xã hội mùa dịch. Dẫu không tránh khỏi những thiếu sót, tuy nhiên, những nỗ lực của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua là minh chứng cho sự quyết tâm của các cấp các ngành, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.